Và hello, xin chào tất cả anh em nha. Và chào mừng tất cả anh em đã đến với phiên bản Alpha Test của tháng 4 nha. Và trong phiên bản Alpha Test này, chúng ta sẽ có thêm một mẫu máy bay không người lái tấn công mới nha nè. Và đây là mẫu máy bay tấn công không người lái của Không quân Hàn Quốc nha. Và đây là cái thông tin của mẫu máy bay này. Mẫu máy bay tấn công không người lái ở độ cao tầm trung và có độ bền tương đối của Hàn Quốc nha nè. Với động cơ cánh quạt và có khả năng tìm kiếm và vô hiệu hóa các mục tiêu ở dưới nước và ở trên mặt nước nha. Và chúng ta sẽ có chỉ số độ bền là 13.000 nha nè, tốc độ là 66.1 nha, tính cơ động là 85 nè, phạm vi radar là 8.7 nha, tốc độ tối đa là 95.2 và dự trữ hàng không là 1 nha. Và nó sẽ được trang bị tên lửa và súng phóng lựu nha nè. Và ok nè, bây giờ mình sẽ vào trận đấu để test sức mạnh của mẫu máy bay không người lái mới này nha. Và mình sẽ chơi bản đồ ngoại tuyến nha nè. Ở trong phiên bản Alpha thì không có nhiều người chơi online nha, phiên bản giới hạn người chơi, nên là mình sẽ thi đấu ở bản đồ ngoại tuyến nha. Ok nha nè, bây giờ mình sẽ test cái mẫu máy bay không người lái mới này nha. Sẽ có trong phần thưởng Bass VIP của tháng 4 này. Được trang bị cái động cơ cánh quạt ở phía sau. Sẽ có được trang bị 3 tên lửa nha nè. Đó, tên lửa đầu tiên 43.656 nha. Okay, bị boss nó sử dụng 7 tên lửa nè anh em nè. Đó, gây sát thương khá là tốt nha. Những cái mẫu máy bay mà ở trong phần thưởng Bass VIP thì không có máy bay nào mà nó yếu cả anh em. Đây, qua test tàu ngầm nè. Phòng không nó mạnh quá. Mình hết vũ khí luôn rồi nè. Đó, về tàu mẹ mình nạp lại nè. Trang bị động cơ cánh quạt nên là khi mình bay nó khá là chậm nha nè, tốc độ cũng không được nhanh nè. Ok, boss tới nơi luôn rồi. Đó, bắn boss thở không nổi luôn. Ok, hạ một em boss nha. Ok, em sẽ quay lại nạp đồ bền tiếp nè. Boss đồng đội bốc hơi hết rồi. Mẫu máy bay này chơi cũng khá là ok nha anh em. Mẫu máy bay không người lái mới này. Đó, anh em thấy gây sát thương không? Tên lửa thứ 3, 60.000. Ui, tí nữa mất máy bay. Tí nữa là bị mất máy bay rồi anh em à. Ok, hạ kịp tàu ngầm không? Kịp hạ tàu ngầm nè. Tay 100 khá là trâu luôn đây. Rồi, mình đã hết tên lửa rồi. Tiếp tục về nạp đồ bền anh em nè. Rồi, khá là ok luôn. Rồi, tàu sân bay mình sắp hết đồ bền luôn rồi. Kịp hạ con boss này không? Boss này quá trâu rồi. Phòng không quá là mạnh luôn. Rồi xong, thua luôn anh em ơi. Và ok anh em, vừa rồi mình đã trải nghiệm nhanh cái mẫu máy bay tấn công không người lái mới trong phần thưởng Bass VIP của tháng 4 nha. Và anh em đánh giá cái mẫu máy bay không người lái này như thế nào, hãy để lại comment của anh em vào cái video này nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục trải nghiệm một cái trang bị mới trong các phiên bản cập nhật tháng 4 nha.